5 siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe não, tăng cường trí nhớ. Nếu bộ não không khỏe mạnh, thì chức năng của tất cả các cơ quan trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Trong chế độ ăn uống, các loại thực phẩm sau đây có thể giúp làm tăng sức khỏe não bộ. 1. Quả óc chó giúp tăng cường sức khỏe não. Quả óc chó rất giàu axit alpha-linolenic, một loại axit béo omega-3 có nguồn gốc từ thực vật. Quả óc chó cũng sở hữu nhiều hợp chất polyphenolic hơn bất kỳ loại hạt nào khác. Cả axit béo omega-3 và polyphenol đều được coi là thực phẩm quan trọng của não, có thể chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, hai nguyên nhân dẫn đến suy giảm nhận thức. Do đó, ăn quả óc chó làm tăng khả năng làm việc của não, giúp não hoạt động tích cực hơn. 2. Sản phẩm làm từ đậu nành. Sự thiếu hụt polyphenol có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Các sản phẩm đậu nành có chứa polyphenol gọi là isoflavone. Những hóa chất này hoạt động như chất chống oxy hóa và cũng có thể giúp mang lại lợi ích sức khỏe cho toàn cơ thể, bao gồm cả não. 3. Hạt bí. Tiêu thụ hạt bí ngô rất có lợi để giữ cho bộ não khỏe mạnh. Kẽm có trong hạt bí giúp tăng cường trí nhớ và cải thiện kỹ năng tư duy. Hạt bí ngô còn chứa nhiều magie, đồng và sắt, tất cả đều là những khoáng chất quan trọng cho sức khỏe não bộ. Magie rất cần thiết cho não và hệ thần kinh khỏe mạnh. Mức magie thấp có thể làm tăng các vấn đề sức khỏe liên quan đến thần kinh như bệnh Alzheimer, chứng đau nửa đầu, lo lắng và trầm cảm. Tình trạng thiếu magie cận lâm sàng là phổ biến, vì vậy hạt bí ngô là một cách dễ dàng và ngon miệng để tăng lượng magie cho cơ thể. Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh giao tiếp giữa các tế bào não và thiếu kẽm có liên quan đến các tình trạng thần kinh như bệnh Alzheimer, động kinh, tâm thần phân liệt và trầm cảm. 4. Quả mọng. Các loại quả mọng không chỉ là siêu thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ của não bộ, mà chúng còn có thể giúp giữ cho trí nhớ luôn minh mẫn. Chất chống oxy hóa rất giàu trong quả mọng là một phần quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe não, vì các gốc tự do ảnh hưởng đến não nhiều hơn bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể. Các cuộc tấn công của gốc tự do có thể làm hỏng các tế bào và gây ra các vấn đề liên quan đến trí nhớ cũng như suy giảm nhận thức. Chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do này, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại và làm tăng sức mạnh cho não bộ. 5. Sô-cô-la đen. Sô-cô-la đen chứa nhiều cacao, rất giàu flavonoid, chất chống oxy hóa có tác dụng làm tăng lưu lượng máu tới não. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao niên vì nó có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm tinh thần. Sô-cô-la đen còn rất giàu magie. Tiêu thụ đủ lượng magie mỗi ngày là điều cần thiết để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, giúp giảm căng thẳng.